Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fast Car, trung tâm mua bán xe tôi đã qua sử dụng và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai lại mang đến cho các anh chị một chiếc xe phải nói là best seller của Fast Car ha, một dòng xe mà hiện tại được rất là nhiều anh chị tìm kiếm luôn. Với tầm giá mềm mềm khoảng lanh quanh 500 đến 600 triệu mình mua một chiếc xe 7 chỗ đi lại gia đình nè. Cũng gọi là tương đối rộng rãi, vừa lành tính là tiết kiệm tiền và tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đây là dòng Mitsubishi Xpander, chiếc xe bên cạnh mà đây là đời 2021, xe một chỗ sử dụng từ đầu. Các anh chị đi gần hơn để xem thử form dáng cũng như chiếc xe nhé. Xe này thì mới đi lướt có 16.000 km thôi và đặc biệt là cái màu đen này nhìn xe rất là khỏe luôn các anh chị. Anh chị nào mà phong thủy màu đen lấy ngay xe này nhé. Xe này đi gia đình thôi, không có kinh doanh gì hết á, vỏ lớp là còn zin theo xe, gai gió rất là sâu. Sơn xi quanh xe thì đẹp, đồng màu liền lạc. Nó cũng có những cái trầy xước nhâm nhâm nhỏ nhỏ như thế này. Thật ra là Mai cũng tư vấn cho các anh chị luôn về những cái phần trầy xước nhỏ nhỏ khi mình mua xe qua sử dụng nhé. Thì các anh chị không nên mà dặm nhiều đâu. Tại vì khi dặm nhiều á, những cái rất là nhỏ như thế này nè, nó sẽ làm cho mình bị mất sơn zin cái gì ha. Quan trọng á, khi một chiếc xe mình sử dụng nó còn được sơn zin nhiều hay ít ha. Chứ còn việc dặm tốt rồi này kia nhỏ nhỏ nó rất là dễ để làm. Nhưng mà Mai sẽ ưu tiên để một chiếc xe mộc mạc như thế này quay cho các anh chị để biết được chất xe thật sự cũng như là tình trạng xe thật sự như thế nào. Từ chủ về Mai lấy về như thế nào Mai sẽ để và bán cho các anh chị như vậy. Khi các anh chị có nhu cầu mình muốn làm lại những chỗ đó thì Mai sẽ làm lại cho các anh chị mình luôn. Nên không cần phải lo lắng về những vấn đề đó đâu. Còn những chiếc xe khi các anh chị đi mua xe qua sử dụng mà người ta đã làm hết rồi, spa đánh bóng hết rồi thì mình không biết được chiếc xe thực sự nó như thế nào đâu các anh chị. Như vậy mới là sợ đó. Cái này là không phải là Mai tự nói đâu mà là khách hàng của Mai nói luôn. Hôm đó anh lên xem xe nhưng mà anh kêu là nếu con xe này mà em dọn rồi là anh không lấy đâu. Anh lấy một con xe như thế này nè về anh tự anh dọn lên. Đó, khi xe mua xe qua sử dụng thì có tất nhiên mình sẽ có những cái mà để nâng cấp cũng như là để về mình làm thêm để mình sử dụng cho nó ngon nghẻ hơn ha. Con xe này quá lướt rồi các anh chị mình yên tâm ha. Rồi đi gần vào để xem chiếc xe của chiếc xe này nhé. Xe biển số 61 ở Bình Dương nè, 94246, biển số cũng tương đối. Anh chị nào ở Bình Dương mình lấy xe này á, thì được giữ lại cái biển 4246 này mà thấy cũng ok á. Phần sơn xi quanh xe đẹp, đồng màu liền lạc, các anh chị capo cũng không chạy xước, mặt ca lăng phía trước cũng không chạy xước. Những cái phần mà dễ bị trầy nhất khi vô cua ở bên này cũng còn rất là đẹp nha. Đó, ở 2021 của mình thì đèn của mình sẽ là đèn LED nha, đèn hai ngăn như thế này nha, đèn LED màu trắng. Các anh chị xem những cái mối nối của mình nè, rất là khít luôn, liền lạc ha. Và sẽ có những cái xước xước nhâm nhâm như thế này. Cái này thì mình đánh bass được nè, không cần dặm đâu nhé. Rồi, vỏ lớp các anh chị xem nè, gai gió còn rất sâu. Xe đi 16.000 km thì gai gió nó phải còn như thế này. Những cái chấm sơn thì nhà máy nó vẫn còn luôn ha. Mâm này thì mâm 16 các anh chị, không trầy xước gì hết. Đét vỏ này, tuần thứ 16 của 2021, vỏ của Bridgestone nhé. Đăng kiểm xe này còn tới tháng 11 năm 2023, các anh chị mình lấy về sử dụng thôi, chưa cần phải đi đăng kiểm lại đâu. Dù có đổi biển thì các anh chị cũng không cần phải tháng 11 2023, dù có đổi biển thì các anh chị cũng không có cần phải đi đăng kiểm lại hay gì đâu nhé. Ở phía bên hông mình thì có dán phim rồi nè, có về mưa, có ớt chén cửa cho mình luôn. Video này Mai sẽ quay chi tiết cho các anh chị nên là Mai vẫn kiểm tra keo chỉ cho các anh chị mình đầy đủ, mặc dù xe đã rất là lướt rồi. Đó, thì Mai sẽ ưu tiên những cái video quay chi tiết như thế này. Thì trên kênh Facebook của Mai sẽ có những video ngắn, Mai quay tổng hợp sơ về chiếc xe thôi, về những tính năng, về những cái ưu điểm, nhược điểm thôi. Còn Mai sẽ có thêm những cái video quay chi tiết như thế này. Nếu các anh chị mà yêu thích những video chi tiết như thế này thì nhớ cho Mai xin một tim cũng như là comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới để Mai biết được là cái nhu cầu, cái sở thích của các anh chị như thế nào. Mai sẽ ưu tiên ra video như vậy nhiều hơn cho các anh chị mình ha. Nội thất xe này còn khá là mới, cũng lên tương đối đầy đủ những cái option để mình sử dụng rồi. Sẽ tiết kiệm được cho các anh chị những cái chi phí như thế bạ nè, chi phí lên phụ kiện nè. Từ những cái dán phim hay ốp chén cửa hay về che mưa thì cũng tốn kém cho mình một khoản khi mà mình mua xe mới. Tại vì những cái đó trên xe mới của hãng sẽ chưa có đâu các anh chị. Phần đuôi xe thì có trang bị cho mình camera lùi nè. Nguyên bản dòng này sẽ không có cảm biến lùi nên các anh chị mình về thích thì lên thêm. Còn căn bản mà thấy rất nhiều dòng xe sau này họ cắt đi cái phần option cảm biến lùi rồi. Lớp dự phòng thì còn này các anh chị nè, còn mới ha. Gầm bệ đẹp nè, phần bô này kia rất là sáng. Mica đèn cũng còn trong và đẹp nè các anh chị nhé, không có trầy xước gì hết á. Đây phần cốp, khi các anh chị mua cái dòng Xpander này thì cái lợi ích của mình nha, nếu gia đình không đông người, mình có một cái khoang cốp rất là rộng khi gặp ghế như thế này.
Đó, thậm chí nếu gia đình mình có kinh doanh những mặt hàng như tạp hóa, những hàng khô, những cái hàng mỹ phẩm mà các anh chị còn giao hàng trong thành phố á, thì gặp luôn hàng ghế thứ hai cho Mai. Mình có một cái không gian để đồ và nói là cực kỳ rộng và để được nhiều đồ, thậm chí có máy lạnh luôn. Thì những cái hàng mà mỹ phẩm thì mình bảo quản được tốt hơn ha. Còn khi đi full người nè, các anh chị xem giúp Mai ha. Hàng ghế nè, thứ ba nè các anh chị nè. Đó, da ghế còn căng bóng đẹp nè. Hàng ghế thứ ba thì ngồi cũng tương đối khá là ok, không vấn đề gì, không quá chật đâu. Đó, phía bên này là bộ dụng cụ sửa chữa, con đổi tay quay để gọn phía bên này và còn đầy đủ cho mình. Phần nhựa bên trong xe cũng còn đẹp các anh chị ha, không có bị chầy xước đâu. Đó, rồi đánh sơ một vòng kia chị có vào cấp giúp Mai nhé. Xe này thì anh chủ có bật trần cho mình rồi nè. Dán phim, thậm chí mới thấy những cái chi tiết nhỏ nhỏ bên trong xe còn chưa tháo hoặc ni lông luôn các anh chị ha. Khi mua xe qua sử dụng thì Mai cũng khuyến khích các anh chị là nên đi kiểm tra hãng. Xe bên Mai toàn bộ là bao test hãng nha các anh chị ha. Mình nên đi kiểm tra hãng để biết được tình trạng xe nè. Rồi thậm chí là các anh chị nếu mà mình được á, mình đi bảo dưỡng kết hợp đi kiểm tra luôn, thì các anh chị sẽ tiết kiệm thời gian hơn và tiết kiệm được cái phần chi phí test hãng cũng được lắm á. Và sẵn mình sẽ update cái thông tin mới của mình lên trên hệ thống của hãng luôn nha. Dòng này thì máy 1.5, xe nhập khẩu Indo nguyên chiếc nè. Tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 6 cho đến 7 lít thôi. Mình đi gia đình tầm như thế này thì khá là tiết kiệm nha. Ghế da nguyên zin căng bóng, sàn được bọc hai lớp kỹ càng, vừa sàn simili vừa lót thêm tấp lót Thái nữa, vừa có sàn 5D nữa các anh chị. Đó, chủ xe và nó rất kỹ nha. Xe sử dụng chìa khóa smart key đây nè, đề nổ startup có cân bằng điện tử nha. Đây, cho các anh chị mình xem nè. Xe đi 16.282 km chuẩn nha. Ở trên này, phần vô lăng của mình còn có bao da vô lăng nè. Vô lăng may da phía trên, phía dưới là nhựa bóng nhìn khá là sang trọng. Những góc A là còn mới, không có bị bóng mờ nha. Có cruise control, có đèn thoại rảnh tay. Chia sẻ một chút xíu về tính năng này. Khi các anh chị lên cao tốc đi ở tốc độ trên 40 km/h thì các anh chị set cruise thì mình sẽ khá là nhàn chân. Và đây là một cái option chỉ có trên Xpander mà Toyota Rush và Suzuki L7 thì chưa được trang bị các anh chị ha. Rồi phía trên này, phần táp lô có thảm táp lô nè. Bảo vệ táp lô phía dưới rất là mới, không bị dính dơ, dính keo gì luôn. Màn hình zin theo xe, dàn lạnh ở phía dưới nè. Những cái phím bấm, những con số này kia thì còn rất là đẹp luôn nha. Đó, phía dưới này có hơi xước nhẹ. Cái mặt này thì nên dán decal lại ha, để cho nó chống chảy xước các anh chị. Đó, trần trên này thậm chí chưa tháo bọc ni lông như vậy thôi. Được bọc 5D rất là kỹ càng luôn. Rồi, ra phía trước mình sẽ kiểm tra phần động cơ cho các anh chị ha. Xe qua sử dụng thì quan trọng nhất là phần động cơ, nên các anh chị nên kiểm tra kỹ phần này giúp Mai. Đây, mở phía bên dưới. Máy, khoang máy khá là sạch sẽ nha. Ốc cabo, keo chỉ cabo nè, nguyên zin nha. Xe bên Mai sẽ có cam kết với các anh chị nè, rồi không đâm đụng, không ngập nước, không đầy tô động cơ số nè. Bao cho các anh chị test hãng ha. Bảo hành riêng của bên Mai là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hợp số. Ngoài ra thì xe này 2021 nên các anh chị sẽ còn được bảo hành chính hãng cho đến 2024 lận. Phần bên trong khoang máy là sơn phết đầy đủ máy, xe này nổ rất là êm quá. Mai đang đứng cạnh phần xe nè, không biết các anh chị có nghe được tiếng máy không? Có thể là không đó. Các anh chị nếu mà muốn nghe tiếng máy chi tiết kỹ hơn, có thể inbox cho Mai. Mai sẽ gửi cho mình cái video chi tiết những cái phần đó. Hoặc là muốn xem thêm những chỗ nào chi tiết trong xe thì cứ liên hệ cho Mai cái số hotline bên dưới á. Mai sẽ quay phim chụp hình kỹ lại cái chỗ đó cho các anh chị mình xem nhé. Nếu mà nói về những dòng xe 7 chỗ giá mềm thì bên Mai cũng còn nhiều lắm, như những dòng Xpander đời 2019 với giá khoảng tầm 500 mấy thôi, cũng là xe nhập khẩu Indo nguyên chiếc màu trắng bên kia kìa các anh chị. Xe đó thì các anh chị sẽ tiện cho việc chạy kinh doanh hơn. Hay là một chiếc Toyota Rush 7 chỗ của nhà Toyota cũng nhập khẩu Indo luôn. Đối với dòng Toyota thì cho mình một cái cảm giác lái có thể sướng hơn, một phần gầm nó sẽ cao hơn, phần trần sẽ thoáng hơn cho các anh chị ha. Và còn nhiều những dòng xe khác như là Nissan Terra máy dầu nè, rồi Sedona, Santa Fe, Sorento, CR-V. Các anh chị nếu mà quan tâm thêm những xe kia thì có thể đăng ký theo dõi kênh của Mai nè, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video xe nữa nhé. Còn quan tâm xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Mai theo hotline. Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị mình rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên trên toàn quốc nè, hỗ trợ mua xe online, giao xe tận nhà. Các anh chị chỉ cần đặt cọc cho Mai khoảng 20 triệu thôi, Mai sẽ giao xe này về tận nhà. Mình đi kiểm tra, đi test hãng thoải mái. Ok rồi, đúng bên Mai cam kết không đâm đụng, không ngập nước thì mới nhận xe. Thanh toán phần tiền còn lại ký mua bán ký quyền gần nhà các anh chị mình luôn, không cần phải đi đâu hết nha. Còn cần tư vấn trả góp thì cũng liên hệ với Mai, chi tiết thủ tục như thế nào Mai sẽ tư vấn chi tiết cho các anh chị tùy vào tỉnh, khu vực các anh chị đang sinh sống nữa nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Nếu thấy thích nhớ cho
cho mình xin một like, một tim để Mai có động lực ra thêm nhiều video nữa cho các anh chị mình xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.